Một nữ sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh Yên Bái bị ốm nặng không thể dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái sẽ xem xét điểm thi hai môn trước đó của nữ sinh này và làm thủ tục đặc cách cho đỗ tốt nghiệp. Vâng và được biết là trước đó ngày 28 tháng 6, theo thông tin từ hội đồng thi trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, sau khi điểm danh một thí sinh vắng mặt không lý do ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Văn Chấn cùng đoàn thanh niên cơ sở đã đến nhà thí sinh này tại thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ để sang mình. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thí sinh trong tình trạng bị mê man, nôn nhiều, không thể tham dự kỳ thi. Nhà chỉ có hai mẹ con nên gặp khó khăn chưa thể tự đi đến bệnh viện ngay. Nhận thấy nữ sinh có dấu hiệu bệnh nghiêm trọng, Tổ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp đưa thí sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Nghĩa Lộ để đảm bảo tính mạng, sức khỏe. Theo đó, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, về trường hợp này đơn vị sẽ căn cứ theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xem xét. Hiện giờ đã chỉ đạo phòng và đơn vị cơ sở tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của thí sinh này để có phương án xử lý. Ngày 28 tháng 6 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của một chú trâu chạy trong trường trung học phổ thông Kiến Thụy thành phố Hải Phòng khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2024 đang diễn ra. Lãnh đạo trường trung học phổ thông Kiến Thụy Hải Phòng đã xác nhận sự việc này. Theo lãnh đạo trường trung học phổ thông Kiến Thụy, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, thời điểm diễn ra sự việc khoảng hơn 6 giờ ngày 27 tháng 6, khi đó đã có một vài thí sinh đến. Nhân viên trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy đã đưa Châu ra khỏi điểm thi. Rất may không có ai bị thương khi mà Châu lao vào sân trường. Tiếp đó, con trâu này còn tiếp tục lao vào sân trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn núi đối và nhà dân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn núi đối huyện Kiến Thụy cho biết, trâu chạy vào điểm thi trường trung học phổ thông Kiến Thụy vào sáng 27 tháng 6 là của một lái buôn ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. Công an thị trấn núi đối cùng người dân đã khống chế con trâu, đưa về trụ sở công an. Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với chủ trâu, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả trâu làm hư hại tài sản của người dân. Liên quan đến vụ 127 công nhân công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng phải nhập viện điều trị theo dõi và 51 công nhân khác phải nằm tại công ty để theo dõi vì ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa. Sở Y tế Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc này. Vâng, và theo báo cáo nhanh của công ty, trong số gần 180 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, hầu hết dùng thực đơn có món cá thù kho. Theo đó tại bữa trưa ở công ty, đơn vị cung cấp đã đưa đến khoảng 800 suất ăn được chia làm hai thực đơn, trong đó 400 suất với thực đơn là cá thu kho, chả lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, cơm và dưa hấu. Thực đơn hai gồm thịt gà kho lạc, bí xanh, canh rau ngót và dưa hấu. Theo báo cáo của công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm, hầu hết trong số công nhân có biểu hiện mẩn đỏ vùng mặt, người và đau đầu, một số ít thì trường hợp buồn nôn, đau bụng, đi ngoài và nghi ngộ độc thực phẩm đã dùng thực đơn có món cá thu kho. Tối 27 tháng 6, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ra công văn đề nghị Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể công ty cổ phần đóng tàu sông cấm. Tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định. Phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Thời gian gần đây, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể trong các nhà máy khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng. Giữa tháng 5 năm 2024 đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Tràng Bom, Đồng Nai. 89 công nhân phải nhập viện điều trị với biểu hiện đau bụng, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn. Một số người có biểu hiện sốt. Vâng ạ, hiện nay thì tình hình an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp trường học vẫn đang là mối lo lớn để giảm bớt tình trạng ngộ độc thực phẩm. Chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc không được bảo quản đúng cách khiến cho thực phẩm sẽ bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc tố hoặc là biến chất và từ đó khiến cơ thể bị ngộ độc. Ở mặt khác, phương tiện vận chuyển thức ăn của các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian từ lúc chế biến cho tới khi phục vụ ăn uống quá dài, thức ăn không được hâm nóng tại các nhà ăn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến hai người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương tối 27 tháng 6 tại thành phố Vũng Tàu. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản bắt người phạm tội, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ tài xế ô tô này. Và khi khám nghiệm hiện trường kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế đã cho kết quả, nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503 mg trên một lít khí thở. Thời điểm trên, tài xế Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 72A-70821, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo, phường 1. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên một lít khí thở. Được biết, hiện hai bệnh nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bảo Rịa. Một người được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Cả ba bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Các Có hai bệnh nhân bị thương nhẹ hơn, được người nhà chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hai nạn nhân tử vong sau khi hoàn tất các thủ tục thì được bàn giao cho gia đình là hậu sự. Riêng tài xế ô tô không bị thương. Theo nhiều người dân hai bên đường, trước khi xảy ra tai nạn, xe ô tô lưu thông với tốc độ khá nhanh, đường phố thời điểm đó khá vắng vẻ. Ngày 28 tháng 6 theo nguồn tin, tri cục thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trên địa bàn thành phố. Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS phát hiện bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, ngụ tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền vừa được công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. 116 công ty này đều đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú là 15 công ty, thành phố Thủ Đức có 11 công ty, Quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty. 116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ 10 tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Theo thông tin, bà Nguyễn Thị Hương là người đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vào cuối tháng 4 năm 2024 cùng 12 đồng phạm về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email của đối tác Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Điều này khiến doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Thưa quý vị, những ngày qua, cộng đồng mạng đã không ngừng chia sẻ đoạn clip một người bố kịp kéo hai con tháo chạy khi trần nhà đổ sập như tài khoản để lại bình luận khen ngợi khả năng xử lý tình huống nhạy bén của người bố. Và bên cạnh đó thì mọi người còn phát hiện tình cảnh đáng thương của người bố thông qua hình ảnh trên clip. Theo đó thì người bố có dấu hiệu của bệnh nhân suy thận. Trên cánh tay của anh còn có dấu vết là vừa chạy thận. Mâm cơm của gia đình ông bố và hai người con cũng gây sự chú ý khi mà chỉ có mì tôm và trứng chiên. Được biết, người đàn ông trên là anh Nguyễn Xuân Quyền ở Thôn Cả, xã Tốt Động, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Anh Quyền xác nhận vụ việc trong clip xảy ra tại nhà mình vào ngày 22 tháng 6. Anh Quyền có hai con nhỏ, bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi. Ngày 22 tháng 6, anh đến bệnh viện chạy thận định kỳ. Đến trưa, anh về nhà và nấu vội bữa cơm đơn giản gồm mì tôm và trứng chiên. Gần 12 giờ cùng ngày, ba bố con dọn cơm. Vừa ngồi xuống mâm, anh Quyền nghe thấy tiếng động lạ. Anh nhìn lên trần nhà thì thấy có hiện tượng giả nứt không kịp suy nghĩ anh kéo hai con chạy. Anh Quyền không rõ nguyên nhân khiến trần nhà sập xuống. căn nhà xây dựng vào hồi tháng 6 năm 2023, sấp xỉ gần một năm thì xảy ra sự cố. Sau vụ việc, anh dự định sửa chữa nhưng chưa có kinh phí. Căn nhà cũng chưa hoàn thiện mới xây xong tầng 1. Được biết số tiền để anh Quyền xây dựng căn nhà do anh em họ hàng cùng chung tay quyên góp giúp đỡ.